Xin chào các bác nhé. Thì em mới về được ít chip cắt bani. Loại này khá là cứng cáp. Đó. Đầu nó có bo ít R nhé. Đó. Đó, em quay ra em zoom cận cảnh cho các bác coi. Con này thì cắt cực kỳ là trâu bò luôn. Thì bên em có cán 20 và cán 25. Thì bác nào có cán mã như này rồi thì cứ thế mà mua về dùng nhá. Còn nếu mà chưa có thì để em đo lại cho các bác quay con chip nhá. Đây. Đó, đây là nó dần được 5 ni nhé các bác nhé. Đo cẩn thận lại vì chip này nó nhiều loại chip lắm. Đây là cán thì các bác cũng mua nhiều loại cán không biết đâu mà lần. Thì em đo cụ thể cho các bác này. Đó. Cao dần 5 ni. Dài, chiều dài nó là 20 nhá. Chiều dài hầu như là mấy chip này thì nó tương đương nhau. Thường thường là 20. Thì chiều cao thôi. Đó. Chip này thì khá là ok. Đó. Thì đấy em có được vài trăm con. Đây nữa nhá. Bên đây thì cũng là nó. Rồi rồi. Khá là đẹp, chip này tương đối là đẹp. Đó. Thì bên em bán là 20.000 một viên nhé. Hàng tuyến từng viên một. Các nào có nhu cầu dùng thì inbox hoặc là gọi qua số điện thoại 0985 012 662. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em xin dừng video tại đây.